Xin chào quý vị, tôi là Hannah. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị về trải nghiệm chết đi sống lại của một cơ đốc nhân người Myanmar. Một ngày sau khi được xác nhận đã qua đời trong bệnh viện, chị ấy đột nhiên sống lại và kể lại cho mọi người điều mình đã thấy và nghe khi bị đưa xuống địa ngục sau khi chết. Vậy khi ở địa ngục, chị ấy đã thấy những gì? Và điều gì đã làm chị ấy xúc động? kính mời quý vị cùng nghe trải nghiệm của chị ấy. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã có hứng thú với cơ đốc giáo. Nhưng bởi vì gia đình theo Phật giáo nên tôi không thể làm cơ đốc nhân. Vào thời đó, tôi đã nghe nói về địa ngục nhưng tôi không tin chuyện đó lắm. Tháng 4 năm 2022, một người bạn mời tôi dự hội họp qua mạng. Đó là lần đầu tôi đọc lời của Đức Chúa Trời toàn năng. Tôi cảm thấy lời của Ngài chính là lời đấng tạo hóa trên trời, phán với toàn nhân loại. Sau đó tôi đọc trên mạng rất nhiều lời của Đức Chúa Trời toàn năng. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Và Đức Chúa Trời đã giáng trần để cứu rỗi toàn nhân loại. Nhưng vì tôi bị gia đình cản trở, và cũng vì tôi vẫn còn tham luyến thế gian Nên đã không dự họp đều đặn Thậm chí tôi còn rời khỏi nhóm hội họp một thời gian Vào ngày 3 tháng 2 năm 2023 Lúc đó khoảng 9 giờ rưỡi sáng Tôi khá mệt sau một buổi hội họp Nên đã nằm nghỉ một lát Sau này nghe em trai tôi kể lại Lúc đó dù cố thế nào Người nhà của tôi cũng không tài nào đánh thức tôi dậy được nên họ dội đưa tôi vào bệnh viện để cấp cứu. Sau khi đã kiểm tra xong, bác sĩ nói rằng tôi đã ngừng thở, nên ông ấy bèn ký giấy chứng tử. Gia đình tôi đành đưa tôi trở về nhà. Họ báo cho bà con hàng xóm, ba ngày sau, tổ chức tang lễ xong thì sẽ chôn cất tôi. Lúc đó, tôi không hề biết những chuyện đang xảy ra trong nhà. Tôi chỉ biết rằng mình đã đi vào trong một thế giới khác tôi mặc trên mình một áo choàng trắng bước đi một mình dọc theo con đường nhỏ đầy sương mù tối tăm trước mắt không có bầu trời cũng chẳng nhìn thấy gì cả con đường thì dốc mấp mô đầy rẫy ổ gà gồ ghề và quanh co hai bên con đường là những loài cây với đủ hình thù kỳ quái mà tôi chưa từng thấy bao giờ và chúng tua tủa những gai nhọn tôi còn nghe thấy tiếng thú quang kêu rú xung quanh tôi đi chân trần trên con đường đó hai bàn chân bị đâm đau nhói toàn thân tôi nóng như lửa và cảm thấy ngộp thở lắm đi mãi đi mãi rồi tôi gặp một con quỷ mặc đồ đen từ đầu đến chân nó chỉ toàn màu đen chẳng biết đâu là mặt còn đâu là bàn chân nó nói ngươi đi với ta Giọng nói của nó rất đáng sợ. Tôi rất sợ hãi, lắp ba lắp bắp. Người đưa ta đi đâu? Ta chưa từng tới đây, ta không đi đâu, ta muốn về nhà. Tôi muốn bỏ chạy. Thế là có bốn năm con quỷ khác mặc áo choàng màu xanh đen lơ lửng bay đến, túm lấy tôi và nói: "Ngươi đã chết thật rồi, không trở lại được đâu. Ngươi phạm quá nhiều tội lỗi, vì những tội lỗi ngươi gây ra khi còn sống." ngươi phải bị trừng phạt. Rồi chúng đưa tôi tới trước một cái cổng lớn. ở đó có mấy con quỷ đang đứng canh gác. thân hình của chúng cao lớn, mắt và tay rất là to. còn có mấy con quỷ nhai hàm răng sắc nhọn, bộ mặt trông rất dữ tợn. chúng cầm binh khí trong tay và không mặc áo. trên cổ chúng đeo những cái vòng làm bằng xương người trên người đeo lủng lẳng những đầu lâu người chết, lại còn có nhiều vết sẹo chi chít nữa. Khi con quỷ canh gác mở cổng ra, thì tôi chợt nghe rất nhiều tiếng gào thét đau đớn trong không trung. Ở khắp mọi nơi đều phát ra tiếng la hét quằn quại vì đau đớn tột cùng. Ở nơi đó nóng như thiêu như đốt, không sao tả xiết. Tôi rất hoảng loạn và hỏi lũ quỷ: "Ta rốt cuộc đã làm gì sai?" Ta không nên bị đưa đến đây. Chúng cho tôi xem tất cả những tội lỗi mà tôi đã phạm phải khi còn sống. Từng tội lỗi một, vào ngày nào giờ nào, chính xác đến từng giây. Kể cả một lời nói dối mà tôi không hề để tâm cũng được ghi chép rõ ràng trong đó. Ví dụ như ngày 5 tháng 9 năm 2022 các anh chị em gọi điện mời tôi tham gia hội họp. Nhưng do tôi đang tiêu cực vì áp lực từ gia đình nên không tham gia. Ngày 10 tháng 9 năm 2022, tôi bỏ một buổi hội họp và không trả lời cuộc gọi của các anh chị em. Tôi không muốn gặp họ. Ngày 5 tháng 10 năm 2022, tôi rời khỏi mọi nhóm hội họp của hội thánh và các liên lạc với các thành viên khác. Ngày 6 tháng 10 năm 2022, tôi rời xa Đức Chúa Trời để chạy theo xu thế trần tục và hưởng khoái lạc. Tôi rất kinh ngạc khi thấy mình phạm nhiều tội lỗi đến vậy, trong lòng tôi đầy sợ hãi. Sau đó, con quỷ mặc đồ màu đen đưa tôi đến một nơi. Ở nơi đó có một tấm mục bài. Trên đó ghi rằng đây là nơi những kẻ lừa gạt và phán xét vị bán đức Chúa Trời bị trừng phạt một cách thích đáng. Và đây cũng chính là nơi mà tôi chứng kiến những hình phạt nghiêm khắc nhất. Hình phạt nghiêm khắc đầu tiên đó chính là cho dòi bọ chui ra từ trong miệng và da của người bị phạt rồi cắn họ. Toàn bộ cơ thể họ vì vậy mà bị lũ dòi bọ gặm nhấm thật sự đáng sợ lắm. Hình phạt nghiêm khắc thứ hai là người bị trừng phạt sẽ bị lột trần truồng. Từng người một bị dẫn tới một tấm ván dài nơi 10 người bị trừng phạt cùng một lúc. Họ phải quỳ xuống, cả hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng, còn cầm thì bị dí sát trên tấm ván. Dây thừng quấn xung quanh cổ họ, khi kéo sợi dây thừng về sau, thì những người bị trừng phạt buộc phải thè lưỡi ra. Ở bên kia tấm ván một con quỷ trông rất gớm guốc có chiếc sừng mọc ở trên đầu dùng một cái móc sắt móc vào lưỡi họ rồi kéo thật mạnh ra có người sau đó bị kéo lưỡi ra dài gấp đôi rồi con quỷ dùng một cái đinh khá dài đóng lưỡi họ vào tấm ván bên dưới tấm ván lửa bừng cháy rừng rực con quỷ còn liên tục rót lên lưỡi họ nước lửa đang sôi sùng sục thứ nước lửa này được lấy từ bên trong một cái bể ở đằng xa rồi được truyền tay liên tục đưa tới cho lũ quỷ nước lửa đó rót lên lưỡi thì lưỡi sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi con ngươi của vài người còn bị rớt ra ngoài rồi lũ quỷ rót nước lửa lên toàn thân những người đó khiến thân thể họ hoàn toàn bị quỷ hoại những người bị trừng phạt kêu la rất thảm thiết đến chết mới thôi Cảnh tượng đó hết sức hải hùng. Có mấy người không chịu nổi và đã chết ngay sau đó. Nhưng nếu họ vẫn cần bị trừng phạt vì còn nhiều tội lỗi nữa thì họ sẽ được hồi sinh để tiếp tục chịu phạt. Chịu xong hình phạt này mà họ vẫn chưa chết thì dòi bọ sẽ chui ra khỏi cơ thể và nuốt chửng họ. Sau đó họ sẽ được hồi sinh và bị trừng phạt theo cách khác hình phạt nghiêm khắc thứ ba là bị ném vào bể nước lửa tôi thấy một tấm sắt hình tròn rất to lớn bốn góc của nó có gắn bốn sợi dây thừng một hay hai trăm người chỉ trong chốc lát đã được đưa đến từ một chỗ trừng phạt khác và xuất hiện trên tấm sắt họ không hề mặc quần áo quỳ gối trên tấm sắt nóng rực trong khi dây thừng có gai trên cơ thể những người này tự động tích chặt tay và phần thân trên. Những con người này đến từ các tôn giáo và dân tộc khác nhau. Một số không tin vào Đức Chúa Trời, một số là cơ đốc nhân và Phật tử. Họ không tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, còn phỉ bán và phán xét Ngài, nên đã bị trừng phạt. Dù một số người đã tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có đức tin ở bề ngoài ứng phó chiếu lệ lừa dối ngài loại người đó cũng sẽ bị đức chúa trời trừng phạt họ kêu cầu gian sinh vị thần mà họ tin có những người thì gian sinh hết thần này đến thần kia những tiếng la hét rất hỗn loạn tôi không nghe rõ họ nói gì dù họ than khóc thế nào cũng vô ích và cũng không được hồi đáp sau đó những người ấy đã bị đưa tới một cái bể lớn. Bên trong cái bể là nước lửa sôi sùng sục. Dây thừng tự động nới lỏng ra, tấm sắt nghiêng một bên và họ rơi vào bể, bị nước lửa thiêu chín. Bị thiêu đốt tới mức kêu la trong đau đớn cùng cực. Một số người ở thành bể cố hết sức chống chọi để bò ra khỏi đó, nhưng lại bị rơi trở vào. Không lâu sau, tiếng la hét của họ bỗng im bặt tất cả đã chết, nổi lình bình trên mặt bể nước lửa. Khi tất cả họ đã chết hết rồi, thì bất thình lình, một cái vật khổng lồ liền dớt họ lên và những người đó được hồi sinh để chuẩn bị cho hình phạt tiếp theo. Rồi tôi bị đưa đến một nơi khác. Những người ở đó, vì đã lăng mạ cha mẹ, bậc trưởng bối và giáo viên mà bị trừng phạt đủ mọi cách. Có mấy người thì bị lột trần truồng, đeo gông cùm vào cổ, tay chân bị đeo xích có gai nhọn. Họ liên tiếp bị roi đánh cho nhừ tử. Thịt và máu thi nhau đổ xuống, rồi họ giật lộn và kêu khóc trong đau đớn. Những con quỷ địa ngục dùng cây rìu để chặt lìa cả tay và chân của họ, rồi dùng một vật giống như búa để giả nát họ. Lũ quỷ vừa tra tấn vừa hỏi họ các ngươi có từng nghĩ mình đừng nên phạm tội này không? Họ thấy ăn năn nhưng không có ai cứu được họ hết, họ bị tra tấn đến chết. Sau đó họ được sống lại và tiếp nhận hình phạt tiếp theo. Có một số người thì bị chôn sống. Mặt đất ở đó chuyển động không ngừng và nhấp nhô. Bên trong có lửa cháy phừng phừng. Những người chịu hình phạt từ từ bị hút xuống mặt đất chìm sâu vào đất cho đến khi họ chết. Rồi tôi bị đưa tới nơi những kẻ gian dâm đang gánh chịu sự trừng phạt. Những người đó phải chạy để giành lấy sự sống. Có một số người bị cung tên bắn chết, số khác thì bị đâm chết. Một số bị thú quan đuổi theo và cắn tới chết. Cuối cùng, không có ai thoát được và từng người một bị giết chết sau đó những người đã chết sống lại và đón nhận hình phạt tiếp theo rồi tôi lại thấy một nơi khác nơi những kẻ lừa gạt hoặc có ý định xấu với người khác lợi dụng người khác hoặc tính toán đố kỵ với người khác gánh chịu sự trừng phạt ở trên cao có một cây cầu treo bằng gỗ hai bên được buộc dây thừng có gai nhọn Bám vào dây thừng có gai thì sẽ chảy máu. Nhưng nếu không bám thì sẽ bị rơi xuống bên dưới có một hồ lửa. Kể cả nếu không rơi xuống, họ phải đi qua cái cối xay thịt và sẽ bị nghiền nát. Sau đó, họ vẫn bị rơi xuống hồ lửa. Có một số người rất chú trọng vẻ ngoài, lãng phí rất nhiều thời gian để ăn diện sao cho thật đẹp. Nhưng nói đến Đức Chúa Trời thì họ không tin, thậm chí phán xét và phỉ bán ngài. Gương mặt của họ bị côn trùng gặm nhấm từng chút từng chút một. Ngoài những người này ra, có những người thì bị trừng phạt vì ăn cắp vặt, nguyên rủa người khác dân dân. Tùy vào tội lỗi họ phạm phải, mọi người phải chịu một hình phạt nhiều lần, rồi bị chuyển sang một hình phạt khác nữa. Chứng kiến cảnh tượng như vậy khiến tôi rung bần bật vì sợ. Nếu tôi bị trừng phạt theo cách đó thật thì sẽ vô cùng đau đớn. Tôi hối hận những tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng tôi không biết phải cầu xin ai, không biết ai có thể cứu tôi. Lúc đó tôi niệm kinh Phật trong cơn hoảng loạn nhưng không có hồi đáp. Nỗi sợ không giảm đi chút nào. Tôi chợt nhớ rằng mình đã tin vào Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đức Chúa Trời toàn năng. Tôi nhớ những lời Đức Chúa Trời toàn năng đã phán. Trong cuộc sống hàng ngày của ngươi, bất cứ khó khăn nào ngươi gặp phải, ngươi cũng phải đến trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên ngươi nên làm là quỳ gối trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Đây là điều quan trọng nhất. Tôi biết rằng, Đức Chúa Trời tể trị mọi sự. Những gì tôi đang gặp phải, là do sự cho phép của ngài vì vậy tôi nên cầu xin ngài rồi tôi nhớ đến những tội lỗi của mình tôi đã khinh mạng ngài và hời hợt với ngài tôi thực hành đức tin và dự hội họp khi thấy vui còn những khi thấy không vui tôi bỏ hội họp tôi là một cơ đốc nhân nhưng không chân thành tin vào đức chúa trời tôi hời hợt và dối trá với ngài tôi đã phung phí thời gian để hưởng khoái lạc, nhưng không dành thời gian thờ phượng Ngài. Nghĩ về những điều đó khiến tôi rất hối hận và trong lòng cầu nguyện Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, con đã phạm rất nhiều tội. Con đã thờ ơ với Ngài và dững dưng với Ngài. Con ham mê thú vui tội lỗi mà không thực hiện tốt bổn phận. Giờ đây con rất sợ hãi và hối hận lắm. Con không muốn phải đến đây và bị trừng phạt vì những tội lỗi ấy. Con rất muốn ăn năn. Xin Ngài hãy cho con một cơ hội. Con muốn quy phục sự an bài của Ngài và làm tất cả theo ý mà Ngài muốn. Tôi liên tục cầu nguyện như vậy và thú tội. Ăn năn với Đức Chúa Trời vì những tội lỗi mà mình đã phạm phải từng tội một. Dần già thì tôi cảm thấy trong lòng bình tâm hơn không còn quá sợ hãi nữa sau đó đột nhiên tôi cảm thấy có một giọng nói đang gọi tên của mình rồi tôi nhìn thấy một tia sáng và giọng nói từ trong tia sáng đó nói với tôi dani người đã hối cải chưa người đã phạm quá nhiều tội lỗi người phải cậy dựa đức chúa trời để ngừng phạm phải những tội này. Đừng chờ đến khi bị trừng phạt mới chịu ăn năn. Hãy ghi lòng tạc giả lời Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Những gì mà ngươi hiểu và đưa vào thực hành phải đúng đắn. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lần sau, ngươi sẽ không còn sự cứu rỗi nào nữa đâu. Khi ngươi được sống lại, hãy nhớ thật nỗ lực thực hiện bổn phận của mình và bước vào dương quốc của Đức Chúa Trời. Người tuyệt đối đừng lặp lại tội lỗi hay sai lầm. Đừng làm những việc khiến mình phải hối hận. Vì ngươi chưa hoàn thành bổn phận, nên ngươi chưa thể chết được. Ngươi sẽ phải cứu những ai rơi vào thảm họa. Giọng nói đó tuyệt đối không phải là giọng của người mà tôi quen biết. Nghe cứ như tiếng gió thoảng bên tai vậy. Thật sự nghe không rõ cho lắm nhưng tôi có thể hiểu được những lời đó rất nghiêm khắc nhưng chúng lại đầy khích lệ giúp tôi cảm thấy bình an và cảm giác an toàn và rất ấm áp tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa từng có trước đây tôi biết rằng đức chúa trời đã cứu rỗi tôi ngài cho tôi cơ hội được sống lần thứ hai sau khi nghe giọng nói này thì tôi đã dần dần tỉnh lại sau khi tỉnh lại tôi run lẩy bẩy và vẫn cảm thấy rất sợ hãi nghĩ tới mình đã phạm quá nhiều tội lỗi khiến tôi rất sợ hãi và hối hận tôi biết rằng đức chúa trời đang cảnh báo mình mọi lời mà ngài phán đều hết sức chân thực tôi phải tin những gì ngài phán và phải nghe theo ngài Tôi không được khinh mạng và hời hợt với Ngài nữa. Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội, tôi không được bỏ lỡ lần nữa. Tôi nói với em trai, chị muốn nói chuyện với chị Sâm Mờ. Chị Sâm Mờ là người chăm tưới của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và đã hội họp với tôi rất nhiều lần qua mạng. Biết chuyện của tôi nên chị gửi cho tôi một vài lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: đức chúa trời chịu trách nhiệm cho sự sống của mỗi một con người và ngài chịu trách nhiệm cho đến tận cùng đức chúa trời chu cấp cho ngươi và thậm chí nếu ngươi đã bị làm cho mỏi mệt sa đọa hay bị hãm hại trong hoàn cảnh bị sa tăng phá hủy này không sao cả đức chúa trời sẽ chu cấp cho ngươi và đức chúa trời sẽ để ngươi tiếp tục sống ngươi nên có đức tin vào điều này đức chúa trời sẽ không để một con người chết đi một cách dễ dàng từ lúc ngươi được sinh ra cho đến bây giờ đức chúa trời đã thực hiện nhiều công việc trên ngươi nhưng ngài không cho ngươi biết tất cả những gì ngài đã làm đức chúa trời không để ngươi biết điều này và ngài cũng không kể với ngươi tuy nhiên đối với nhân loại mọi thứ ngài làm đều quan trọng nhưng đối với đức chúa trời thì đó là điều ngài phải làm trong lòng ngài có điều quan trọng ngài cần làm vượt xa tất cả những điều này đó là từ khi một người được sinh ra cho đến ngày nay đức chúa trời phải bảo đảm sự an toàn của họ sự an toàn này có nghĩa là ngươi sẽ không bị sa tăng nuốt chửng điều này có quan trọng không không bị sa tăng nuốt chửng điều này có liên quan đến sự an toàn của ngươi hay không có điều này liên quan đến sự an toàn cá nhân của ngươi và không có điều gì quan trọng hơn thế một khi ngươi đã bị sa tăng nuốt chửng thì linh hồn và xác thịt của ngươi không còn thuộc về Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi ngươi nữa. Đức Chúa Trời từ bỏ những linh hồn và con người đã bị sa tăng nuốt chửng. Vì vậy ta phán rằng, điều quan trọng nhất Đức Chúa Trời phải làm là bảo đảm an toàn cho ngươi, bảo đảm rằng ngươi sẽ không bị sa tăng nuốt chửng. Điều này rất quan trọng, không phải vậy sao? Đọc lời Đức Chúa Trời toàn năng. Cho tôi cảm giác an toàn như có gì đó để cậy dựa vào. Thông qua trải nghiệm này, càng cho tôi thấy rõ hơn. Từ lúc sinh ra cho đến hiện tại, Đức Chúa Trời từng phút từng giây luôn dẫn dắt theo dõi và bảo vệ tất cả chúng ta. Tôi nên đến trước Đức Chúa Trời thực hiện bổn phận đền đáp đại ân của Ngài. Tôi cần phải làm chứng rằng Đức Chúa Trời thực sự tế trị dạng vật và Ngài tế trị cả linh giới không thể thấy bằng mắt thường. Địa ngục thực sự có tồn tại trên đời. Tôi chưa trải nghiệm những đau khổ của sự trừng phạt dưới địa ngục, nhưng tôi đã chứng kiến cảnh mọi người bị trừng phạt trong địa ngục như thế nào. Có nhiều người xung quanh tôi mưu cầu thế gian, chạy theo xu hướng, đi theo sa tăng. Họ chưa đến trước Đức Chúa Trời tôi rất lo lắng cho họ và không muốn những người tôi quen biết phải xuống địa ngục để chịu đau khổ như vậy dù họ có tiếp nhận công tác của đức chúa trời toàn năng hay không thì tôi cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm làm chứng với họ rằng địa ngục thực sự có tồn tại thẩm quyền của đức chúa trời thực sự tồn tại chỉ đức chúa trời toàn năng mới có thể cứu chúng ta thoát khỏi địa ngục khổ đau tôi muốn đọc một đoạn lời đức chúa trời toàn năng cho những ai vẫn chưa đến trước mặt đức chúa trời toàn năng và những ai đã tiếp nhận đức chúa trời toàn năng nhưng không trân trọng sự cứu rỗi của ngài đức chúa trời toàn năng phán công tác cuối cùng của ta không chỉ vì việc trừng phạt con người mà còn vì việc sắp xếp đích đến của con người hơn thế nữa đó cũng là để tất cả mọi người có thể thừa nhận những việc làm và hành động của ta. Ta muốn mỗi một người đều thấy rằng mọi điều ta đã làm là đúng và mọi điều ta đã làm là một sự bày tỏ cho tâm tính của ta. Không phải việc làm của con người, càng không phải thiên nhiên đã sinh ra nhân loại mà chính là ta đấng nuôi dưỡng mỗi sinh vật sống trong sự tạo dựng. Không có sự tồn tại của ta, nhân loại sẽ chỉ diệt vong và chịu tai họa của thiên tai không có con người nào sẽ nhìn thấy mặt trời và mặt trăng đẹp đẽ hay thế giới xanh tươi lần nào nữa nhân loại sẽ chỉ đối mặt với đêm tối lạnh lẽo và thung lũng bóng chết không thể tránh khỏi ta là sự cứu rỗi duy nhất của nhân loại ta là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại và còn hơn thế nữa ta là đấng mà sự tồn tại của cả nhân loại dựa vào không có ta nhân loại sẽ lập tức đi đến một sự bế tắc không có ta nhân loại sẽ phải chịu tai ương và bị dẫm dưới chân của mọi loại hồn ma. Mặc dù không ai để ý đến ta, ta đã làm công tác mà không ai khác có thể làm được và chỉ hy vọng rằng con người có thể báo đáp ta bằng một vài việc lành. Mặc dù mới chỉ một số ít người có thể báo đáp ta, ta vẫn sẽ kết thúc hành trình của ta trong thế giới loài người và bắt đầu bước tiếp theo trong công tác tỏ bày của ta bởi vì mọi sự tất bật ngược xuôi của ta giữa con người trong nhiều năm này đã có kết quả và ta rất hài lòng điều ta quan tâm không phải là số lượng người mà là những việc lành của họ trong bất kỳ trường hợp nào ta hy vọng rằng các ngươi chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của chính các ngươi khi đó ta sẽ hài lòng nếu không không ai trong số các ngươi có thể thoát khỏi thảm họa sẽ xảy đến với các ngươi thảm họa bắt nguồn từ ta và tất nhiên là do ta sắp đặt nếu các ngươi không thể xuất hiện tốt đẹp trong mắt ta thì các ngươi sẽ không thoát khỏi việc gánh chịu thảm họa